Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt. Bất động sản nhà tốt là kênh chuyên giới thiệu tới mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán. Thì hôm nay em Ánh đang đứng trước một cái lô dự án mới của bên công ty em với một cái lô là 8 căn mọi người nhá. Và đặc biệt là cái lô đất này, lô nhà này là có căn ô tô có thể vào nhà mọi người ạ. Hiện tại thì em đang đứng trước cái rất là gần với cái dự án của bên em rồi. Và cái đường để vào nhà đây, trước nhà là khoảng 5m mọi người nhá. Cách cái trục đường ô tô to ngoài này 8m, nó chỉ rơi vào khoảng tầm 20m thôi mọi người ạ. Tất cả các dự án em đang quay và chuẩn bị gửi tới mọi người đều đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ cũng như là đầy đủ giấy tờ pháp lý hợp lệ. Đặc biệt là tất cả các căn đều có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với những khách hàng có nhu cầu. Thì hôm nay em Ánh sẽ quay một trong 8 căn đó gửi đến mọi người. Đầu tiên là căn ô tô có thể vào nhà mọi người nhé. Thì mời mọi người đi vào phía căn nhà có ô tô vào nhà họ em nhé. Đây mọi người thấy không? Ngõ trước nhà là khoảng 5m, ô tô có thể vào tận nhà. Hôm nay em sẽ quay một cái căn mà lô góc với cái thông số nhà là 35m2, được xây dựng và thiết kế là 4 tầng 1 tum 1 sân phơi mọi người nhé. Đây, đây chính là vị trí của cái căn nhà đó đây. Thì cái căn nhà này thực ra là đang đi vào hoàn thiện những cái phần cuối cùng, nhưng mà nó hơi bừa bộn một chút, nhưng em vẫn cứ quay để cho mọi người cập nhật liên tục đến cho mọi người nhé. Và sau này khi xong hết rồi em sẽ quay lại một lần nữa cho mọi người có thể được nắm bắt rõ nhất về cái vị trí, về cái chi tiết nhà. Thì cái thông số nhà, mặt tiền của ngôi nhà là 4m mọi người nhé. Căn nhà này là 35m2, xây dựng là 4 tầng rưỡi. Và đây mời mọi người hướng vào phía bên mặt tiền cùng em, mặt tiền của căn nhà đây rất là rộng, ô tô có thể vào tận nhà. Cửa chính của ngôi nhà được thiết kế cửa cuốn mọi người nhé. Đây, như một số căn bên cạnh đó đều có cửa cuốn. Và mặt tiền của ngôi nhà mọi người có thể ngước nhìn dùm em, sơn được sơn màu trắng sứ rất là đẹp, có lan can giả trang trí ở bên ngoài rất là sang. Mời mọi người hướng vào phía bên trong phòng khách của em. Vẫn hơi bừa bộn một chút mọi người ạ, nhưng mà không sao cả. Về điện thì bọn bên em đang chờ để đấu, cho nên là mọi người đây hướng vào phòng kế căn phòng chính cùng em nhé. Đây chính là phía tầng 1 của ngôi nhà. Lô này là lô góc rất là thoáng mọi người ạ, đều có các cửa sổ hướng sang bên hông. Đây mọi người nhé, đây này, đều có cửa sổ hướng sang phía bên hông. Toàn bộ hệ thống đèn LED trần thạch cao thì đã được lắp xong rồi, nhưng mà còn hệ thống đèn thì phải chờ khoảng tầm 1-2 hôm tới là sẽ hoàn thiện xong hết. Đây chính là phía căn bếp của ngôi nhà mọi người ạ. Đây, với cái tông màu ghi rất là sang, đẹp, nổi trội. Và kính ốp bếp màu xanh lá, màu xanh ngọc rất đẹp đúng không mọi người. Đấy, đây hệ thống điện đây là chỉ nay hoặc mai là bên em sẽ lắp đặt xong xuôi. Tầng 1 của ngôi nhà có một cái phòng bếp rất là rộng, gian phòng bếp rất là rộng. Và ở dưới tầng, phía tầng 1 là nếu như mà nhà nào có ô tô có thể đánh được vào nhà luôn. Thường thường cái căn này thì là một bên em cố tình thiết kế để tầng 1 để mọi người có thể để xe, nếu như nhà nào có xe ô tô thì để xe ô tô mà không thì để xe máy. Còn phòng khách thì xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 cùng em Ánh nhé. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 cùng em. Tay vịn cầu thang đây mọi người ơi, đều bằng làm bằng gỗ lim Nam Phi, từ tầng 1 lên trên tới tầng 4. Cổ bậc được lát đá xanh. Và ở đây là có một cái vách CNC để ngăn cách giữa cái phòng ngoài này và lên hướng cầu thang, để gọi là bên phong thủy thì nó chắn giữa cầu thang và cái ra cửa chính mọi người ạ. Xin mọi người lên phía tầng 2 của căn nhà cùng em. Tầng 2 của căn nhà đây mọi người nhá, rất là rộng luôn, được thiết kế làm phòng khách, phòng chung của một gia đình đó. Nhưng mọi người quan sát đây, tầng 2 đây rộng vô cùng rộng luôn.
Phòng sinh hoạt chung mọi người ạ. Đấy. Có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài và các cửa sổ ngách mọi người nhá. Đây mọi người có thể nhìn đến 3 cái cửa sổ ngách ở trên cái căn nhà này cơ. Đấy. 3 cửa sổ ngách luôn. Cái phòng sinh hoạt chung này rất là lớn, rất là đẹp. Được thiết kế trần thạch cao, đèn led cũng như là hệ thống gạch là đều xong rồi. Nước sơn thì còn một nước sơn nữa cơ mọi người ạ. Đây cửa sổ hướng ra phía bên ngoài đây. Và căn nhà này là hướng Tây Nam mọi người nhé. Cái giá chào bán của căn này là 1.850.000.000 đồng. Và ở phía cái tầng 2 này là có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì hiện tại là còn đang lắp đồ nữa mọi người ạ. Nên nó vẫn hơi bừa bộn một chút nhé. Khi nào mà căn này xong hoàn thiện xong hết, em Ánh sẽ quay lại tổng thể để gửi lại cho mọi người. Xin mời mọi người hướng lên phía tầng 3 của căn nhà cùng em. Tầng 3 của căn nhà được thiết kế là 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh mọi người ạ. Cầu thang đi lên rất là rộng và không bị dốc. Toàn bộ tay vịn cầu thang từ dưới tầng 1 cho tới lên tầng 5 là đều có. Đều làm bằng gỗ lim Nam Phi. Đây chính là phía tầng 2 của ngôi nhà đây. Đây chính là phía tầng 3. Tầng 3 là có 2 phòng ngủ mọi người nhé. Đây. 2 phòng ngủ mà mỗi phòng ngủ rất là rộng. Đều có cửa sổ để lấy ánh sáng cũng như ống chờ điều hòa, dây chờ điều hòa. Mọi người chỉ việc mua điều hòa về và lắp thôi. Còn đây có cái cửa sổ này thì 2 lớp, được thiết kế 2 lớp. Lớp ngoài là lớp cửa nhôm kính, nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa là sắt sơn tĩnh điện. Đây chính là phần cửa chính của ngôi nhà. Cửa, xin lỗi mọi người, đây chính là phần cửa thông phòng. Cửa thông phòng của ngôi nhà toàn bộ là được lắp bằng cửa nhựa mọi người nhé. Chống cong vênh mối mọt và rất là an toàn. Đây là phía phòng vệ sinh. Thì phòng vệ sinh là bên em chưa lắp đồ thiết bị đâu mọi người ạ. Nhưng mà vẫn có quay qua cho mọi người biết về cái màu sắc trong phòng vệ sinh một chút. Được ốp gạch 30-60 lên tới được 2/3 của cái trong cái căn phòng vệ sinh này. Rất là sạch, không bị ẩm mốc đâu. Đây là phía căn phòng ngủ thứ 2 ở phía trên tầng 3 mọi người nhá. Đều vì căn này là lô góc nên là có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Đó. Xin mời mọi người lên phía tầng 4 của ngôi nhà cùng em. Tầng 4 của ngôi nhà, cái cầu thang cũng như tay vịn thì đều được thiết kế giống nhau từ dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4, tầng 5. Tầng 4 của ngôi nhà cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Cũng gồm 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Đó. Được thiết kế tương tự. Rất là sáng. Át chờ điều hòa đây. Ống chờ điều hòa, dây chờ điều hòa của các phòng đều đầy đủ hết mọi người nhé. Xin mời mọi người hướng sang bên phía phòng thứ tư, phòng ngủ thứ tư. Và phòng vệ sinh ở trên cái tầng 3 này cũng tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Cũng rất là rộng mọi người nhé. Như vậy là cái căn nhà này là có 4 phòng ngủ mọi người nhé. 4 phòng ngủ ạ. Đầy đủ mọi công năng, đầy đủ mọi tiện ích xung quanh cho một hộ gia đình sử dụng. Xin mời mọi người hướng lên cái phía tầng cuối cùng của căn nhà cùng em. Xem ở trên đây có gì nhá. Trên cái tầng này mọi người ạ, trên này là sân phơi. Trên phía cái ngôi nhà này là sân phơi và có một phòng thờ, một khu để máy giặt riêng biệt. Đây. Đây chính là phía phòng thờ của ngôi nhà. Rất là rộng. Cái ngôi nhà này được nằm ở vị trí tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông mọi người nhé. Đây, chính là khu vực để máy giặt. Đó, để máy giặt ở trong nhà này thì là tránh, ví dụ vì máy giặt là đồ nhựa nên là tránh để sau này nó bị giòn nhựa ấy. Đã ra được phần sân phơi rồi mọi người ơi.
thật sự là rất thoáng, rất là thoáng luôn. Về cái thông số nhà này thì em đã cũng chia sẻ khá là chi tiết rồi. Về cái tiện ích sinh hoạt thì em sẽ xin chia sẻ với mọi người. Cái vị trí của cái căn nhà này thì rất gần với lại trường mầm non, trường tiểu học, rất gần với lại Đại học Phenica, rất là gần với khu đô thị Đô Nghĩa, rất là gần bến xe Yên Nghĩa trong phạm vi bán kính chỉ từ 2,5 km đổ lại thôi. Một số khách hàng thì vẫn cứ có phàn nàn với em về tại sao em lại không cho cái phần tiện ích sinh hoạt để chạm đường chạm lên. Nhưng thực ra là tại vì mọi người không nghe hết video của em chia sẻ nên là vẫn có sự phàn nàn. Thì mong mọi người hiện tại đang xem video của em Ánh thì có thể bớt chút thời gian ra, dành cho mình 5 đến 10 phút để có thể xem video của em từ đầu đến cuối, thì mọi người sẽ có đầy đủ thông tin cho mình về cái thông số nhà cũng như là cái giá bán, hướng nhà và tiện ích sinh hoạt mọi người nhé. Thì hôm nay em xin cảm ơn tới mọi người về những lời góp ý chân thành của mọi người dành cho em. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng em, xem video và đồng hành cùng em. Cảm ơn mọi người. Hôm nay thì là em Ánh đã gửi tới cái căn này thì em hứa là khi mà hoàn thiện xong hết sẽ quay lại cho mọi người một lượt nữa khi mà có đèn điện vào mọi người nhé. Video của em đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn mọi người. Mọi người xem nếu như thấy hay thì bấm vào like cũng như là đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên xem những video tiếp theo của em Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại.